Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 3. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề 29 câu số 1. Thừa số là cái hàng ở trên, thừa số tiếp theo là cái hàng ở giữa và tích là cái hàng cuối cùng. Muốn tìm tích thì chúng ta sẽ lấy hai thừa số này nhân nhau. Chúng ta sẽ lấy là 415 ta nhân cho 3. Được không? Là bằng là số rất là lớn, 1245. Muốn tìm cái thừa số này, muốn tìm thừa số này thì ta lấy tích, ta chia cho thừa số số đã biết, được không? Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia cho thừa số đã biết, ta lấy 235, ta chia cho 5 bằng là 47. Muốn tìm cái tích thì chúng ta sẽ lấy hai cái thừa số nhân nhau, 241 ta nhân cho 4 là bằng là 960 14. Cái này cũng tương tự vậy, ta lấy 170 ta nhân cho 5 là bằng là 850 50. Muốn tìm cái thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết, 210 ta chia cho 3 là bằng là 70. Cái này cũng tương tự vậy, ta lấy 170 ta chia cho 5 bằng là 34. Câu số 2, tính cái bài này thì có dấu nhân và dấu cộng, thì chúng ta phải làm cái dấu nhân trước. 7 nhân 7 là bằng là 49. 49 ta cộng cho 215 nè. 49 mà chúng ta sẽ cộng cho 215 bằng là 260 14. Bài này chúng ta cũng phải làm dấu nhân trước. 5 x 8 là bằng là 40. 40 ta cộng với 30 là bằng là 70. Chúng ta qua câu số 3. Điền số tích hợp vào chỗ chấm. 4 mét, 5 decimet. Mét ta đổi ra decimet là bằng là 40. 40 ta cộng với 5 là bằng là 40, 15 decimet. Bài này 2 mét ta đổi ra cm là bằng là 200. 200 ta cộng với 14 là 214 cm. Bài này 1 mét ta đổi ra decimet là bằng là 10. 10 ta cộng với 6 là bằng là 16 decimet. Cái bài này cũng tương tự như bài trên. Mét ta đổi ra cm là bằng là 800. 800 ta cộng với 32 là 832 cm. Nó qua câu số 4, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng, tích hợp vào ô trống. Bây giờ chúng ta xem. Bài này là 5m 3cm, bài này là 6m. Như vậy đây là chúng ta thấy là bài là 5m thì bài này 6m, như vậy là bài 5m này sẽ bé hơn. Và cái bản thân cái con 3cm này là không được 1m, được nhỏ hơn 1m. Cho nên gom cái này lại thì nó sẽ nhỏ hơn là 6m. Rồi bên này là 6m, bên này là 6m và bên này có dư cái này. Dư cái 4cm, như vậy là bên này nó sẽ lớn hơn. Bên này. Cái này thì bây giờ chúng ta sẽ đổi hết hai cái đơn vị này ra là đơn vị cm. 5m mà ta đổi ra cm là bằng là 500. Ta cộng với lại là 4 decimet ta đổi ra là cm là bằng là 40. 500 ta cộng với 40 là 540, bên này cũng 540, vậy là bằng nhau. Cái này chúng ta sẽ đổi về cm, cái này đổi về cm rồi chúng ta cộng lại với nhau ha. Chúng ta qua câu số 5. Điền số tích hợp vào ô trống. 7 x 5 là bằng là 5 x 7. Tại vì phép nhân nó có tính chất giao hoán, ta hoán đổi vị trí nó thì cái tích nó không thay đổi. 3 x 7 cũng giống như là 7 x 3. 6 x 7 cũng giống như là 7 x 6. 5 x 0 là cũng bằng là 0 x 5. Câu số 6, đúng thì ghi đi, sai thì cách vào trống. 84 ta chia cho 4 là bằng 21. 8 ta chia 4 là bằng 2. 2 x 4 là bằng 8. 8 x 8 bằng 0. 4 ta hạ xuống. 4 ta chia 4 là bằng 1. 1 nhân cho 4 là bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0. Và cái này là đúng.
19 ta chia cho 2 là bằng là gì đây? 19 ta chia 2 là bằng 8, 8 nhân 2 là 16. Các phép khi mà số dư á nó luôn luôn nó nhỏ hơn số chia. Đây số dư là 5 mà số chia là 2. Số 5 nó lớn hơn số chia. Số dư mà lớn hơn số chia là sai. Cái này chúng ta sẽ chia được cho 9 này, 9 nhân 2 là 18, dư 1. Được. Chúng ta qua câu số 7. Một lớp học có 4 tổ, mỗi tổ đều có 8 học sinh. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh? Một lớp đều có 4 tổ, mỗi tổ đều có 8 học sinh, ta lấy 4 ta nhân cho 8. Số học sinh lớp học đó có là số học sinh lớp học đó có là ta lấy 4 ta nhân cho 8 là bằng là 32 học sinh. Đáp số ba mươi hai học sinh. Chúng ta qua câu số 8. Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng, bao nhiêu hình tam giác? Đoạn thẳng này hơi bị nhiều á, một hai, ghép hai này lại nè là ba, có nghĩa là AE là một đoạn này, AB là hai nè, rồi AB là ba đúng không? Rồi tiếp theo 3 đúng không? 4 này, 5 này, ghép hai này là 6 này, 7 này, 8 này, ghép hai cái này lại là 9 nè, được, 9. Này là 10 nè, này là 11 nè. Ghép hai cái này lại là 12 nè. Này là 13 nè. Này 14 này. Ghép hai cái này lại là 15 nè. 15 cái đoạn thẳng. Rồi hình tam giác. Hình tam giác là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Ghép hai này lại nè là 5 nè. Ghép 3 với 4 là 6 nè. Ghép hai hình này lại nè, hình 1 của hình 3 nè. 6 là thứ 7 này. 7 rồi. Cái hình lớn ở ngoài này nữa. Được. Cái hình lớn ở ngoài này nữa là 8 này. Cái hình lớn ở ngoài có nghĩa là A, B, C á. Như vậy chúng ta sẽ có là 8 cái hình tam giác. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt. Thầy đính chính cái chỗ này là tí xíu à. Hai cái hình này nó không phải. Cái hình số 2 và hình số 4 này nó không phải là hình tam giác. Nó là hình tứ giác, thầy nhầm. Như vậy chỉ còn lại là 8 mà trừ 2 là còn là 6 hình ha. Thì đính chính lại là 6 hình. Rồi, chúng ta kết thúc bài ở đây.